Xin chào các em, lại là cô Nguyệt Ca đây. Và chúng ta đã chào nhau như thế hơn 100 lần rồi, gần 200 lần rồi đúng không nào? Qua tất cả các khóa học Pensy và Pen-Y của cô Nguyệt Ca. Và thời khắc đã đến sau khi chúng ta đã trải qua rất nhiều những khóa học cam go với những kiến thức đôi lúc có thể cảm thấy rất là dễ dàng, nhưng đôi lúc cũng có thể là cảm thấy rất là khó khăn đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 6 ngày nữa thôi là đến kỳ thi rồi. Cách đây mấy ngày thì cô không nghĩ rằng là cô sẽ kịp ghi hình video này bởi vì cô bị mất tiếng đúng không ạ? Nhưng mà rất là may là đã cố gắng và uống thuốc rồi đi tiêm rồi đi bác sĩ vân vân để có thể kịp ghi hình và gửi lời chúc tới các em, bởi vì cô nghĩ rằng là chúng ta đã đồng hành với nhau suốt gần 1 năm học đúng không nào? Và lời chúc của cô sẽ giúp thêm cho các em những cái động lực để các em có thể làm bài tốt hơn. Cô nghĩ rằng là thời điểm này thì số điểm của chúng ta gần như đã an bài rồi, nếu mà chúng ta có học thì cũng chỉ có thể là nâng được nửa điểm là cùng thôi. Không thể nào có câu chuyện thần thánh xảy ra đúng không nào? Và cô nghĩ rằng là kiến thức đã ở hết trong đầu mình rồi, bây giờ mình chỉ củng cố lại thôi đúng không nào? Vậy thì điều đầu tiên mà các bạn ở trên Facebook cũng như là ở những kênh truyền thông khác hỏi cô rất nhiều, đấy là làm thế nào để có thể biết là em đang nắm bao nhiêu lượng kiến thức và như thế nào là đủ. Thì cô đã cung cấp cho các bạn một cái danh sách đúng không nào? Tất cả những vấn đề thực ra nó chính là sườn của Pensy, nó chính là sườn của khóa học Pensy, với phần phát âm thì gồm có những nội dung gì cần phải nắm được đúng không ạ? Phần từ vựng gồm có những nội dung gì và phần ngữ pháp thì gồm có những nội dung gì đó, và bổ sung thêm một số những bài học về kỹ năng làm bài làm sao để có thể tối ưu hóa được số điểm. Vậy thì hy vọng rằng là các anh chị ở hocmai.vn sẽ giúp cô truyền tải cái danh sách này cho các em, và các em chỉ việc lấy bút và tích 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 đúng không nào? Cái gì mình đã nắm rõ thì mình có thể tự tin và bỏ qua nó, nhưng cái gì mình chưa nắm rõ lập tức mình phải quay trở lại những khóa học cũ để xem xét lại những bài giảng và xem lại những mẫu câu gì mình chưa thuộc đúng không nào? Cô nghĩ rằng là cô thích, cũng rất thích một cái câu như thế này, đó là where there's a will, there's a way. Tức là nếu mà bạn muốn, nếu mà thì nó sẽ nếu mà bạn muốn, nếu bạn có ý chí thì sẽ có con đường cho bạn. Thời điểm này các bạn rất cũng giống như cô cách đây hơn 10 năm, cô thi đại học vào năm 2003 thì tâm lý trước khi thi rất là lo, bởi vì môn tiếng Anh là môn tự tin nhất nhưng môn toán thì lại hoàn toàn không tự tin một tí nào, và lúc nào cũng nghĩ rằng là mình sẽ trượt, mình sẽ trượt. Thế nhưng mà lúc đó thì rất may là ở bên cô đã có những người thân, bố mẹ và những người thân trong gia đình đã ngồi xuống và động viên tinh thần của mình. Và cô nghĩ rằng là điều mất tinh thần là điều nguy hiểm nhất trong giai đoạn trước khi thi, bởi vì bạn phải nghĩ rằng là bạn làm được cái điều đấy thì bạn mới làm được đúng không nào? Còn nếu lúc nào cũng nghĩ rằng là mình không làm được đâu, mình sẽ trượt thì chắc chắn là mình sẽ trượt. Đó, đấy là kinh nghiệm của cô. Một số những kinh nghiệm khác này. Đầu tiên thì phải ngủ sớm, ai cũng nhắc các bạn như vậy đúng không nào? Thế nhưng mà trong suốt nhiều năm thời cấp 3, thời còn trẻ thì cô cũng như các bạn, tức là cũng ngủ ngày cày đêm, cảm thấy rằng là đêm thì mới là năng lượng gọi là phát tiết ra nhiều nhất đúng không nào? Thế nhưng mà cô nghĩ rằng là không ai đi lại được, ngược lại được cái quy luật sinh học cả. Chúng ta nên ngủ sớm để có đủ năng lượng cho ngày hôm sau. Một điều rất quan trọng nữa là nếu các bạn ngủ mà phòng không thoáng khí và điều hòa không ở nhiệt độ khoảng 25 đến 27 độ C thì rất có thể là ngày hôm sau các bạn cũng sẽ gặp tình trạng như cô. Một là tắc tiếng đúng không nào? Hai là đầu óc váng bất và chúng ta không thể nào làm tốt bài thi được. Và một cái bí quyết nho nhỏ nữa mà cô đã áp dụng và rất thành công, không phải chỉ trong kỳ thi đại học, đấy chính là trước khi vào phòng thi thì nhai kẹo cao su. Nhai kẹo cao su và đặc biệt là những kẹo cao su có chất bạc hà, nó làm cho cái chất bạc hà nó thông lên mũi mình đúng không ạ? Thông lên não mình và làm cho mình cảm thấy tự nhiên là mình có vẻ là thông thái ra, nó mình tỉnh táo hơn. Đấy là một cái rất là hay, và nó cũng khoa học cũng chứng minh rằng là nhai kẹo cao su thì làm cho chúng ta tự tin hơn đấy. Đó, cô nghĩ rằng là cái điều đấy cũng rất hợp lý đúng không nào? Thế còn một câu hỏi nữa mà các bạn cũng rất hay hỏi cô, đấy là trong vòng 90 phút thì làm như thế nào để phân bổ thời gian cho tất cả các phần trong đề thi tiếng Anh. Thực ra thì tới thời điểm này thì chưa ai có thể chắc chắn được rằng là các bạn sẽ nhận đề cả trắc nghiệm và tự luận ngay từ đầu, và các bạn có một khoảng thời gian để làm trắc nghiệm, và sau đó giáo thị sẽ thu bài và các bạn giám thị sẽ đưa cho bạn một cái tờ giấy để bạn viết phần tự luận. Thế nhưng cũng có một số nơi thì lại làm chặt chẽ hơn và khó khăn hơn cho chúng ta, đấy là dành cho chúng ta 65 phút để làm trắc nghiệm với một đề thi riêng và sau đó lại thu lại rồi mới phát đề tự luận. Thì cô nghĩ rằng là phương án 2 là một phương án tương đối nguy hiểm, bởi vì nếu như chúng ta không thực sự giỏi thì với 25 phút chúng ta gần như không thể nào làm tốt được bài viết đoạn văn.
cộng thêm với cả năm câu viết lại câu. Thế cho nên chúng ta hãy cầu trời đúng không nào, để Bộ Giáo dục thương các em và cho chúng ta làm ở phương án thứ nhất, đấy là biết đề ngay từ đầu. Thế thì với phương án thứ nhất thì chúng ta sẽ phân bổ thời gian như thế nào? Thường thì phần trắc nghiệm sẽ là phần ăn điểm đúng không nào, và đề thi sẽ sắp xếp từ dễ đến khó. Tuy nhiên thì có rất nhiều mã đề khác nhau, vậy thì các bạn phải biết rằng là cái dạng bài nào là dạng bài mà bạn cảm thấy tự tin nhất. Và cô đưa ra một cái gợi ý như thế này. Bất kể là mã đề như thế nào và bất kể là phần nào trước hay phần nào sau thì chúng ta cũng đi tìm cái phần mà chúng ta cảm thấy tự tin nhất. Vậy thì phần ngữ âm và trọng âm các bạn nên để khoảng 3 phút là tối đa, đừng bao giờ nhiều hơn. Phần gap filling tức là phần điền từ vào đoạn văn cộng với tìm lỗi sai cộng với từ đồng nghĩa, đó tức là cộng 4 cái dạng bài này thì chúng ta cũng chỉ nên làm trong vòng khoảng 17 đến 20 phút thôi. Phần bài đọc đục lỗ thì các bạn nên để tối đa khoảng 5 phút, bởi vì thực ra bài đọc đục lỗ nó cũng chính là từ vựng và ngữ pháp đó, cho nên là chúng ta cũng làm rất là nhanh. Phần đọc hiểu thì nên tối đa 10 đến 12 phút một bài. Và có một điều rất là hữu hiệu mà cô thường áp dụng, đấy là khi có nhiều bài đọc hiểu mà liền nhau thì đầu óc của chúng ta thường bị quá tải khi chúng ta vừa đọc xong một bài này, giải quyết hết 10 câu hỏi xong lại sang một bài khác. Thế cho nên là xen kẽ giữa hai bài đọc hiểu các em nên làm một cái phần nào đấy, tức là chúng ta để lại đúng không ạ, cố ý để lại cái phần mà mình thích nhất. Ví dụ như cô chẳng hạn, cô thích phần ngữ âm nhất, cô thích phần phát âm nhất thì cô sẽ để lại để làm xen kẽ giữa hai bài đọc hiểu. Thì chúng ta đang làm xong một bài đọc hiểu và chúng ta cảm thấy rằng rất là tinh thần rất là xuống đúng không, bởi vì không biết là có đúng hay không, nhỡ mà vào bài khó thì chúng ta lại càng xuống tinh thần, thì nên làm một bài mà chúng ta cảm thấy chắc chắn đúng cao nhất để chúng ta lên tinh thần và chuẩn bị cho phần cuối cùng, đấy chính là bài đọc hiểu cuối cùng. Và tổng cộng phần trắc nghiệm thì chúng ta chỉ nên để khoảng 50 phút thôi, đến 55 phút là cùng. Đó. Và sau đó thì chúng ta có khoảng 35 đến 40 phút cho phần tự luận. Thì viết lại câu thực ra nếu như giống như cái độ khó của đề minh họa thì cô nghĩ rằng không hề khó một chút nào. Các bạn viết với tốc độ vừa phải thì cũng mất khoảng 5 phút thôi cho 5 câu. Và phần viết đoạn, đây mới chính là cái phần mà phân hóa điểm. Và các bạn đừng, tới đây thì các bạn đã bắt đầu mệt rồi. Đó, cho nên là các bạn bắt đầu có thể là hơi sao nhãng một chút, thì chúng ta phải hết sức tập trung cho phần này. Có thể là giữa hai phần ta nên nghỉ khoảng 1 phút, tức là cô không biết là các bạn có tập thể thao hay không, nhưng mà ví dụ như cô thì cũng có tập một chút yoga, và trong yoga thì nó có thiền đúng không ạ, tức là chúng ta không làm gì cả, chúng ta chỉ ngồi im nhắm mắt và hít thở thôi, nó làm cho cái tâm trí của chúng ta tĩnh lại rất là tốt đó. Thì có thể giữa hai phần hoặc là trước cái lúc mà bạn vào phần tự luận thì bạn nên ngồi thiền khoảng nửa phút thôi cũng được, nhưng mà nó làm cho chúng ta bình tĩnh hơn, chứ đừng có lao vào và cứ sợ rằng hết thời gian, thà rằng chúng ta dùng nửa phút đó để làm cho mình tĩnh tâm hơn, làm tốt hơn, còn hơn là chúng ta làm xong ngồi thừa 5 phút xong có khi lại quay lại nhìn lại bài lại đầy lỗi đúng không nào. Vậy thì phần viết đoạn đấy, dành 1 phút để phân tích đề rất quan trọng, để xét xem đây là dạng đề gì đúng không ạ, và chúng ta sẽ viết cái câu topic sentence như thế nào. Sau đó chúng ta nên dành khoảng 5 đến 7 phút làm outline, tức là dàn ý, không được bỏ qua bước này. Đó. Và người chấm, nếu như bạn không làm outline, người chấm cũng sẽ biết ngay. Đó. Và thường thì những bài mà không có bố cục rõ ràng và nhất quán thì thường không bao giờ quá được 0,75 điểm. Bạn hãy nhớ như vậy. Viết nháp, đây là điều rất quan trọng, đúng không? Chúng ta có tờ nháp ở bên cạnh. Tại sao chúng ta không dùng mà lại viết thẳng vào bài, đúng không ạ? Đó, viết vào bài chỉ nên viết cái phần cuối cùng, tức là kết quả cuối cùng thôi, sạch, đẹp. Và số chữ đều nhau ở các dòng để mà gây cảm tình với người chấm. Còn cái phần mà chúng ta gạch xóa chi chít, bôi đen, bôi đỏ thì đấy là phần nháp. Vậy thì chúng ta phải nháp, đúng không ạ? 10 đến 15 phút cho nháp, viết nháp. Sau đó viết nháp xong, các bạn hãy đặt bút xuống và các bạn nhìn cái bài của các bạn giống như bạn đang làm một bài tập chữa lỗi sai vậy. Đó, tại sao chỗ này lại không chia động từ nhỉ? Đúng không ạ? Tại sao chỗ kia lại thiếu S hay là ES ở số nhiều nhỉ? Đấy là những cái vô cùng cơ bản mà khi làm bài trắc nghiệm không bao giờ các bạn mắc, nhưng làm bài viết lại thường xuyên mắc. Đó. Thế rồi là từ nối như này đã hay chưa? Rồi từ này có bị lặp không? Lặp bao nhiêu lần trong bài thì chúng ta phải nghĩ cách dùng từ khác thay thế. Bước này gọi là proofreading, tức là đọc để mà soát lỗi. Đó, thì nên dành cái proofreading cho khoảng tầm độ 2-3 phút. Đó, đọc hết, vân vân. Và sau đó các bạn mới chép xuống tờ giấy làm bài chính thức. Đó, và
Bản thân cô hay là những thầy cô khác khi đi chấm thi cũng thế thôi, rất là thích những cái bài mà viết sạch đẹp, không có lỗi tẩy xóa, đúng không nào? Và còn một câu hỏi nữa cuối cùng mà các bạn cũng rất hay hỏi, thế là làm thế nào để kiểm soát số từ của mình, đúng không ạ? Thì trong bố cục câu các bạn biết rằng là số từ thì không được vượt quá 5% hoặc là ít hơn nhiều, tức là nhiều hơn 5%, đúng không ạ? Tức là khoảng từ 133 đến 147 từ. Thì có một cách mà người chấm thường sử dụng, đấy là đếm số từ của hai dòng đầu tiên. Ví dụ như dòng đầu tiên của bạn là 10 từ, dòng thứ hai của bạn là 12 từ, thì sẽ chia trung bình ra là 11 từ một dòng. Và 140 từ hoặc 147 từ thì các bạn sẽ được phép viết khoảng 11 dòng. Đó, và người chấm sẽ đếm là các bạn viết bao nhiêu dòng. Chứ không ai đi ngồi đếm từng từng từ một trong bài đâu ạ. Cho nên là các bạn đừng có lo lắng quá về cái việc là ôi chết rồi bài của em 141 từ, không sao hết, nhưng miễn là các bạn làm đúng giống như là những người chấm thi họ đã làm. Và các bạn biết rằng là người chấm thi thì một ngày họ chấm hàng trăm bài, cho nên không ai có thể đủ thời gian để mà đếm từng từ một. Đó thì chúng ta phải biết được là người chấm thi làm như thế nào thì chúng ta làm giống như thế, đúng không ạ? Và trên đây là tất cả những điều mà cô chia sẻ dặn dò với các em. Chúng ta đã đồng hành với nhau một thời gian dài rồi thì chia tay nhau cũng rất là quyến luyến, đúng không nào? Cô cũng rất là xúc động, mặc dù hình thức học online thì chúng ta không hề biết mặt nhau, đúng không ạ? Thế nhưng mà rất nhiều bạn đã tìm đến cô trên Facebook, trên các kênh truyền thông khác và đã trở thành những người bạn thân thiết. Và hy vọng rằng là các em sẽ là những lứa học trò thành công, đỗ đạt và sẽ tạo động lực tiếp theo cho các em 98 với khóa Pen C và Pen Y năm 2016. Hãy chiến thắng nhé!